Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương Smith. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một bài viết có tựa đề là Nghịch lý thay đổi hành vi. Xu hướng tự nhiên của cuộc sống là tìm kiếm sự ổn định. Trong sinh học, chúng ta gọi quá trình này là quá trình cân bằng hay là cân bằng nội môi. Huyết áp là một ví dụ. Khi huyết áp xuống quá thấp, nhịp tim sẽ tăng lên và đưa huyết áp trở lại trạng thái an toàn. Khi huyết áp tăng quá cao, thận sẽ bài tiết nước tiểu để giảm lượng chất lỏng trong cơ thể. Cùng với đó, các mạch máu cũng góp phần duy trì sự cân bằng thông qua cơ chế co và giãn khi cần thiết. Cơ thể con người dùng tới hàng trăm vòng liên hệ ngược để duy trì tính ổn định của huyết áp, thân nhiệt, nồng độ glucose, nồng độ canxi và vô số các quá trình khác. Trong cuốn Mastery, bậc thầy võ thuật George Neonak đã chỉ ra rằng cuộc sống thường nhật của chúng ta cũng tự phát triển cho mình một mức độ cân bằng nội môi của riêng nó. Chúng ta tự tạo lập cho mình một mô hình tần suất tập hoặc không tập thể dục, rửa hoặc là không rửa bát đĩa, gọi hoặc là không gọi cho bố mẹ và mọi việc tương tự. Qua thời gian, chúng ta sẽ dần làm quen với phiên bản cân bằng của riêng mình. Giống như cơ thể, có rất nhiều lực lượng và vòng liên hệ ngược có chức năng điều hòa tính cân bằng của các thói quen. Những thói quen thường nhật của bạn bị chi phối bởi sự cân bằng tinh vi giữa môi trường sống, tiềm năng di truyền, phương thức theo dõi của bạn và rất nhiều lực lượng khác. Qua thời gian, trạng thái cân bằng này trở nên bình thường đến mức vô hình. Những lực lượng trên vẫn tương tác với nhau, nhưng chúng ta rất ít khi chú ý tới cách mà chúng định hình hành vi của chúng ta, cho tới khi mà chúng ta muốn tạo ra một thay đổi nào đó. Huyền thoại về sự thay đổi tận gốc và thành công sau một đêm đã và đang thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong nền văn hóa của chúng ta. Các chuyên gia cứ dở mấy cái giọng điệu kiểu như là lỗi lầm lớn nhất của con người chính là không cho mình một cái đích đủ lớn lao. Hoặc là các ngài ấy nói với chúng ta rằng nếu các người mong đợi một thành tựu tầm cỡ thì các người phải bắt tay vào làm những việc tầm cỡ đi thôi. Nếu mà chỉ xét về bề nổi thì mấy câu kiểu ấy nghe có vẻ rất là truyền cảm hứng. Nhưng mà chúng ta đã không nhận ra một điều, đó chính là bất kỳ hành động tìm kiếm sự tăng trưởng thần tốc nào cũng đều mâu thuẫn với mọi lực lượng ổn định trong cuộc sống của chúng ta. Xin hãy nhớ là xu hướng tự nhiên của cuộc sống là tìm kiếm sự ổn định. Một khi tính cân bằng mất đi thì hệ thống sẽ được thúc đẩy để tái tạo nó. Nếu bạn bước quá xa ra khỏi ranh giới của các hành vi thông thường thì gần như là mọi lực lượng trong cuộc sống của bạn sẽ thét lên để kéo bạn về trạng thái cân bằng. Nếu bạn càng cố tạo nên những hành vi tầm cỡ, rào cản bạn gặp phải thì sẽ càng khó khăn hơn. Gần như tất cả những người từng cố tạo ra một thay đổi lớn đều phải trải qua vài biểu hiện của rào cản. Cuối cùng thì bạn cũng có động lực gắn bó với chế độ ăn kiêng của mình, nhưng rồi bạn gặp được một người đồng nghiệp giảo hoạt, người sẽ phá hoại mọi nỗ lực của bạn. Bạn tự hứa là sẽ chạy bộ mỗi tối, nhưng trong chưa đầy một tuần, bạn lại bị yêu cầu ở lại làm việc đến khuya. Bạn bắt đầu rèn cho mình thói quen thiền định, nhưng mà mấy đứa con của bạn thì cứ liên tục lao vào trong phòng. Các lực lượng trong cuộc sống của chúng ta đã thiết lập trạng thái cân bằng hiện tại, thứ mà kéo chúng ta về mỗi khi chúng ta cố muốn thay đổi, bất kể là sự thay đổi ấy tốt hay xấu. Theo như cách nói của George Neonak, lực cản tỷ lệ thuận với quy mô và tốc độ thay đổi, bất kể thay đổi ấy có đi theo chiều hướng tốt hay là không. Nói cách khác thì bạn càng muốn gia tăng tốc độ thay đổi, bạn càng dễ bị lật ngược trở lại. Khao khát thay đổi trong vánh đã tạo ra hàng loạt lực cản, thứ mà kéo bạn về lại lối sống trước đây. Bạn có thể đánh bại sự cân bằng trong chốc lát, nhưng mà năng lượng của bạn đã biến mất rất nhanh và công cuộc giật lùi lại bắt đầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đâu là tốc độ tăng trưởng tối ưu? Dĩ nhiên thay đổi là điều chắc chắn có thể xảy ra, nhưng nó chỉ có thể chống đỡ được trong một không gian hẹp hợp lý. Nếu một vận động viên luyện tập quá sức, cô ấy cuối cùng cũng sẽ bị ốm hoặc là bị thương. Nếu một công ty thay đổi hướng đi quá vội, văn hóa công ty sẽ bị phá vỡ, còn các nhân viên thì sẽ kiệt sức. Nếu một nhà lãnh đạo đẩy chương trình nghị sự của mình đến mức cực đoan, các cuộc bạo loạn trong nước sẽ nổ ra và người dân sẽ tái thiết lập cán cân quyền lực. Các hệ thống sống không mặn mà gì với những điều kiện khắc nghiệt đâu. May thay, có một con đường tươi sáng hơn dành cho các bạn. Hãy xem xét đến câu nói của chuyên gia hệ thống Peter Senge. Tất cả hệ thống tự nhiên, từ hệ thống sinh thái cho đến động vật và các tổ chức, thực chất đều có tốc độ tăng trưởng tối ưu. Tốc độ tăng trưởng tối ưu thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng cực đại. Khi tăng trưởng vượt quá phạm vi cho phép, chẳng hạn, ví dụ như là ung thư,
hệ thống sẽ tự tìm cách bù đắp thông qua việc làm chậm quá trình đó lại. Quá trình này có thể tạo ra rủi ro đối với sự sống còn của một tổ chức. Ngược lại, khi bạn tích lũy những thắng lợi nhỏ và chỉ tập trung vào 1% cải thiện, bạn sẽ đẩy trạng thái cân bằng về phía trước. Quá trình này cũng giống như việc lên cơ vậy. Nếu tạ quá nhẹ, cơ của bạn sẽ teo đi. Nếu tạ quá nặng, bạn sẽ bị thương. Nhưng nếu khối lượng tạ chỉ nhỉnh hơn một chút so với trạng thái bình thường của bạn, cơ bắp của bạn sẽ thích nghi với kích thích mới này và trạng thái cân bằng sẽ tiến một bước nhỏ về phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nghịch lý thay đổi hành vi. Để duy trì sự thay đổi, chúng ta cần hợp tác với các lực lượng cơ bản trong cuộc sống, chứ không phải là chống lại chúng. Gần như là mọi thứ cấu thành nên cuộc sống thường nhật của bạn đều có một trạng thái cân bằng của riêng nó. Một điểm đặt tự nhiên, một tốc độ bình thường và một nhịp điệu đặc thù, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta bước quá xa khỏi trạng thái cân bằng này, bản thân chúng ta sẽ bị giật ngược lại về vạch cũ. Chính bởi vậy, cách tốt nhất để đạt được một cấp độ cân bằng mới không phải thay đổi triệt để, mà là thông qua những thắng lợi nhỏ mỗi ngày. Đây chính là nghịch lý lớn nhất trong thay đổi hành vi. Nếu bạn muốn một bước đổi đời, bạn sẽ nhanh chóng bị kéo trở lại những khuôn mẫu trước đây. Nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần tập trung vào việc thay đổi mỗi ngày, những thay đổi sẽ đến với bạn như một hệ lụy tự nhiên. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình có một vài chú thích cần lưu ý. Cần lưu ý rằng là thay đổi tận gốc là thứ có thể xảy ra, nhưng chỉ trong một trường hợp cực kỳ đặc trưng, đặc biệt là những thay đổi tận gốc chỉ có hiệu lực một khi bạn buộc phải chấp nhận nó vĩnh viễn. Ví dụ như là mọi người thường thay đổi tận gốc hành vi của mình sau những sự kiện lớn trong đời, ví dụ như là tốt nghiệp đại học, chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu một công việc mới, kết hôn, sinh con. Có một cái mẹo ở đây nhá, là các bạn đừng có làm những cái việc kể trên ấy liền một lúc. Những thay đổi lớn lao này thì vẫn dẫn tới những thói quen mới, những thứ sẽ tồn tại nhiều năm về sau. Tại sao vì thế? Bởi vì nói chung thì việc bỏ đi một đứa trẻ, ly hôn, tìm một công việc mới, chuyển đến một thành phố mới vân vân đều không phải là chuyện gì dễ dàng cả. Lối sống mới này gần như là vĩnh cửu, do đó những thay đổi tận gốc cứ thế mà đến theo. Thứ hai là trong cuốn Mastery của mình thì Giorgio Leonard chia sẻ một cách nhìn thú vị về thay đổi và cân bằng nội môi. Leonard chỉ ra rằng sự ổn định được mặc định là thoải mái, còn thay đổi là không thoải mái. Do đó, cảm giác đau đớn, không thoải mái hay là vô định của bạn khi thử một cái gì đó mới có lý do không phải lúc nào cũng xấu. Bởi vì những cảm giác này có thể được xem như là một dấu hiệu tốt chứ không phải là một dấu hiệu của sai lầm. Bạn đang trải qua cảm giác không thoải mái vì bạn đang thay đổi, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Trên đây là bài viết The Paradox of Behavior Change của tác giả James Clear trên trang Medium và được dịch bởi bạn Mai Thu Hà. Mình thấy chủ đề này khá là hay, nói chính xác về việc thay đổi hành vi và cho mọi người một cái nhìn khá là thẳng về cái việc mong muốn và thay đổi kiểu thần kỳ trong một thời gian ngắn mà rất nhiều các cái bài viết, rất nhiều những video tạo động lực mà thúc đẩy hoặc là kiểu khích lệ các bạn phải thay đổi thật là lớn, thật là nhanh ấy, thì nhiều khi nó tạo ra những cái kết quả trái ngược lại những gì các bạn mong đợi và có thể là nó sẽ làm giảm bớt đi cái nhiệt huyết của các bạn. Thì các bạn có thể viết những bình luận của bạn hoặc là thấy điều gì đúng, điều gì chưa hợp lý của bài viết này xuống phần bên dưới bình luận. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.